5 sai lầm thường gặp của chị em phụ nữ khi mà chúng ta quan hệ xong dẫn đến các cái nguy cơ về ung thư cổ cung và để lại những cái hậu quả vô cùng nghiêm trọng. So với anh em đàn ông thì chị em phụ nữ dễ bị viêm nhiễm vùng kín hơn sau khi mà chúng ta sinh hoạt tình dục. Và cái lý do bởi vì cái cấu tạo của vùng kín của chị em nó phức tạp hơn rất là nhiều. Cái lớp niêm mạc nó vốn rất là nhạy cảm nên rất dễ bị tấn công bởi các loại vi khuẩn có hại, các loại ký sinh trùng và nấm men. Hơn thế nữa thì cái bộ phận sinh dục, cái cơ quan sinh dục của chị em phụ nữ nó rất gần với lại cái hậu môn. Nếu như mà chúng ta vệ sinh không đúng cách thì rất dễ nó sẽ lây lan vi khuẩn, nó làm tăng nguy cơ viêm nhiễm phụ khoa khi mà chúng ta sinh hoạt. Cái thứ nhất này, sau khi chúng ta sinh hoạt xong, chúng ta hay đi tắm ngay. Cái việc mà chúng ta đi tắm ngay sau khi mà chúng ta sinh hoạt xong không tốt như bạn tưởng đâu. Rất nhiều chị em cứ nghĩ như vậy nó là sạch. Và cái hành động này nó có thể khiến cho bạn cảm thấy gì? Mệt mỏi do cơ thể của bạn vừa tiêu hao, chúng ta phải tiêu hao năng lượng. Và hơn thế nữa thì cái tử cung của chúng ta, cái phần phụ của chúng ta chưa thực sự ổn định. Khi mà chúng ta đi tắm thì có thể gây cái tình trạng là bị nhiễm lạnh. Và chị em phụ nữ chúng ta nên nằm nghỉ ngơi ít nhất khoảng vài phút để cho cơ thể của chúng ta hồi phục, mồ hôi của chúng ta thì khô lại thì chúng ta mới đi tắm nhé. Tuy nhiên thì chúng ta không nên sử dụng các loại xà phòng, các loại sản phẩm mà nó có hương liệu hay hóa chất ngay sau khi mà chúng ta sinh hoạt tình dục, bởi việc này nó sẽ dẫn đến các cái nguy cơ làm thay đổi cái môi trường, cái pH của âm đạo và tiêu diệt các cái vi khuẩn có lợi. Và thay vào đó bạn chỉ cần gì, rửa vùng kín bằng nước ấm thôi, nước ấm sạch là đủ rồi các bạn nhé. Cái số 2 này, cái thứ hai mà tôi muốn chia sẻ đó là gì? Cái thói quen sau khi chúng ta sinh hoạt xong, chúng ta nằm cái điều hòa nó quá lạnh các bạn ạ. Cái cảm giác mát mẻ của điều hòa khiến cho gì? Tất cả các chị em cảm thấy chúng ta thấy thư giãn sau mỗi lần chúng ta sinh hoạt, sau mỗi lần chúng ta lên đỉnh. Tuy nhiên thì cái giây phút thăng hoa khiến cho cơ thể gì? Mất sức, đổ mồ hôi nhiều hơn. Nếu mà chúng ta nằm điều hòa mà gì nó quá lạnh, nhiệt độ nó quá sâu, hoặc là gì chúng ta để quạt nó chiếu thẳng vào người của chúng ta thì nó sẽ gia tăng những cái nguy cơ bị cảm lạnh, và đồng thời thì khiến cho cái tử cung của chúng ta, cái phần phụ của chúng ta dễ bị nhiễm lạnh và gây cái tình trạng nó bị ảnh hưởng đến phần đó. Và cái số 3 này là chúng ta không nên mặc quần áo quá bó sát nhá. Và sau khi mà quan hệ thì âm đạo của người phụ nữ, đặc biệt là chị em phụ nữ, trở nên gì, nó ẩm ướt, nó dễ lây lan các cái vi khuẩn. Và nếu mà bạn mặc cái quần áo nó dày, nó bó sát ngay lập tức thì nó sẽ khiến cho âm đạo trở nên bí bách, dễ bị viêm nhiễm hơn rất là nhiều. Và theo những cái nghiên cứu y khoa cho thấy thì sau khi mà chúng ta sinh hoạt tình dục, chị em nên chỉ mặc những cái đồ lót rộng rãi, vải cốt tông thoáng thôi, quần áo thoáng, quần áo mát và rất là tuyệt vời. Và cái số 4 nữa, một cái điều vô cùng quan trọng là gì? Chúng ta chỉ dùng khăn giấy lau chứ chúng ta không nên gì, nên rửa sạch. Sau khi mà chúng ta sinh hoạt vợ chồng xong ấy, thì chúng ta dùng khăn giấy chúng ta lau vệ sinh, hiệu quả làm sạch là gì? Là rất kém. Và hơn nữa thì khăn giấy nó không lau sạch được những cái vi trùng, những cái vi khuẩn, nó dễ dẫn đến cái tình trạng bị viêm nhiễm các bệnh phụ khoa, viêm nhiễm nội mạc tử cung và rất nhiều những cái yếu tố kèm theo. Đặc biệt là như này nhá, các cái loại vi khuẩn nó không được rửa sạch, nó vẫn tích tụ lại ở trong vùng kín, có thể gây những cái tình trạng viêm nhiễm và lâu ngày có thể nó sẽ phát sinh thành những cái vấn đề nghiêm trọng hơn, có thể là tiến triển của ung thư buồng trứng, ung thư cổ tử cung và các viêm nhiễm lâu ngày thì nó dẫn đến rất nhiều những hậu quả. Và vốn dĩ thì cái cơ thể của chị em phụ nữ nó rất là phức tạp nhưng mà nó lại rất là mong manh, rất là gì, nếu mà chúng ta thực hiện những cái thói quen xấu trong khi mà chúng ta vệ sinh, trong khi mà chúng ta sau khi chúng ta quan hệ thì cơ quan sinh sản như là tử cung, như là buồng trứng rất dễ chúng ta sẽ bị tổn thương, bị viêm nhiễm. Và đặc biệt nhá, có thể nó sẽ làm tăng cái nguy cơ mắc các cái bệnh lý về ung thư cổ tử cung do quá trình viêm nhiễm kéo dài. Và do đó thì chúng ta nên chủ động là bảo vệ sức khỏe của mình. Và gì, nếu mà chúng ta gặp bất cứ một cái vấn đề gì mà chúng ta cảm thấy rằng gì nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của chúng ta thì chúng ta cần phải đi khám ngay. Và cái sai lầm cuối cùng mà chúng ta hay gặp phải đó là rất nhiều chị em sau khi mà chúng ta sinh hoạt tình dục xong thì chúng ta hay có cái thói quen là gì, chúng ta móc sâu bên trong để chúng ta rửa, với mục đích có thể là tránh thai hoặc là mục đích là gì, sợ nó ảnh hưởng đến bên trong. Rất nhiều chị em chúng ta rửa mà chúng ta thụt rửa móc sâu vào bên trong thì như vậy, cái hành động như vậy nó sẽ làm thay đổi cái pH của môi trường ở bên trong âm đạo. Bên trong âm đạo nó có hai cái hệ vi khuẩn, đó là vi khuẩn trí hay mình gọi khác là vi khuẩn có lợi và một cái hệ vi khuẩn có hại. Và khi mà cái hành động chúng ta móc sâu bên trong hoặc là chúng ta sử dụng các loại xà phòng, các loại dung dịch vệ sinh có chứa nhiều hóa chất, khi chúng ta móc sâu, chúng ta thụt rửa sâu bên trong, nó sẽ làm thay đổi cái pH của môi trường âm đạo và nó tạo điều kiện cho hệ vi khuẩn có hại phát triển và tiêu diệt cái hệ vi khuẩn có lợi, nó dẫn đến cái tình trạng viêm nhiễm gia tăng cực kỳ nghiêm trọng các bạn ạ. Vì vậy nên là chúng ta hãy tránh ngay cái trường hợp này nhé. Và nếu các bạn đang gặp các cái vấn đề về sức khỏe
sức khỏe sinh lý như các vấn đề về rối loạn cương, xuất tinh sớm hay các vấn đề về suy giảm ham muốn do quá trình mãn dục của anh em nam giới, thì hãy comment ở bên dưới hoặc là liên hệ trực tiếp với tôi để tôi cùng với đội ngũ cộng sự y bác sĩ của phòng khám sẽ luôn luôn đồng hành hỗ trợ tư vấn những bạn tìm ra chúng ta cùng nhau để chúng ta tìm ra những cái giải pháp để chúng ta tìm cái cách khắc phục cũng như nâng cao cái sức khỏe của chúng ta để chúng ta có thể đạt được một cái trạng thái thăng hoa cũng như là một cái chất lượng sống cao nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ bác sĩ Mạnh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.